Có chứ con. Con chim nó cười đẹp lắm đó. Con cá nó ăn cơm chưa? Ba. Ơi, ba đây. À, bây giờ ba sẽ kể cho con nghe một câu chuyện để con vừa nghe vừa ngủ. Ba sẽ làm bà tiên, làm siêu nhân. Con nhắm mắt lại đi. Sẽ đưa con tới khám phá nơi thế giới mới, nơi xanh bao la, cây vươn cao đón nắng mới. Sẽ đưa con tới xem mưa sao băng đang rơi. Sẽ đưa con tới nơi chú chim đang vui chơi. Wow, đẹp quá Papa ơi. Paris, London hay là cả thế giới lớn, Papa siêu nhân sẽ theo con đến khắp trốn. Con xem bên kia con voi con bé xíu rất vâng lời, chăm ngoan như con, mỗi trái tim luôn mỉm cười. Nụ cười trong sáng yêu lắm, muốn bên con từng giây phút êm đềm. Nhìn vào đôi mắt ấy, ba thấy ba là Superman. Papa là lời ru, Papa là bài hát, Papa là bài tiếng trong những giấc mộng đẹp. Papa là nụ hôn, Papa là tình yêu, Papa là tuổi thơ những ký ức trong con. Papa là cửa bay, Papa là tài xế, Papa như chờ chế con đến hết cuộc đời. Papa là hạt giấy, Papa là điều ước, Papa là người luôn luôn biết lắng nghe con. Em tự nhiên hôm nay em đứng ở đây em bị rung anh à. Không hiểu tại sao. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà khi mà mình đứng hát mà ba má ngồi ở dưới nghe về hát. Đây là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Ngày hôm nay thực sự ra về có rất là nhiều thứ muốn nói. Trước tiên thì con muốn nói với ma má rằng là con xin lỗi. Trên đường trở thành đi theo cái nghiệp nghề công việc ca sĩ này, con xin lỗi vì con đã bước ra khỏi gia đình, con đã bỏ nhà đi mười mấy năm trước. Và con không nghĩ là cái chuyến đi này nó dài như vậy. Đó là một chuyến đi mà con chưa có nghĩ tới, nó là mười mấy năm như vậy. Con không có quay về nhà. Con chỉ nghĩ rằng khi nào con thành công, con sẽ về. Nhưng mà trong cái lúc mà con thành công nhất, con lúc đó con lại chưa có trưởng thành. Con chưa biết quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Cho đến những cái lúc con thất bại, con phá sản và con có con, những lúc đó là những lúc con thực sự biết nghĩ tới gia đình nhiều hơn và cảm thấy thương ba má nhiều hơn. Những cái lúc mà con vấp ngã, không còn bạn bè, không còn bất cứ ai ở bên cạnh, thì lúc đó ba lại giơ tay ra giải quyết một số nợ nần cho Ưng Đại Vệ trong lúc khó khăn nhất. Ngày hôm nay con đã vượt qua được những cái khó khăn đó. Thực sự con cảm thấy là cái điều mà con phải nói là con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Cảm ơn ba mẹ đã cho con tất cả để con có thể làm được rất là nhiều thứ. Nhưng mà những cái điều con hứa là con sẽ cố gắng sống tốt, làm những việc có ích cho xã hội và không làm cho ba má thất vọng. Và con có một cái mong ước là con hy vọng rằng
ba má có thể sớm ngày dọn về ở chung với con để con có thể chăm sóc cho ba má nhiều hơn. Con chỉ muốn như vậy nha. Yeah.